khó khăn đó là dân rất nghèo, rồi thêm nữa bệnh tật. Cô đi quyên góp khắp nơi, cả bạn bè ở Sài Gòn. Xong rồi cô xin mỗi người gạo, mì, tiền, bạc, các thức ăn, thức uống về chia sẻ cho bà con. Làm được cái gì cảm thấy xong một việc mừng vô cùng. Cô rất mong là làm được nhiều thêm cho bà con nữa. Cô rất muốn là cất được nhiều cái ngôi nhà tạm hơn cho bà con một chút. Sư cô Thích Nữ Trần Đăng còn nhận đỡ đầu, nuôi dưỡng và chăm sóc cho 9 em nhỏ có hoàn cảnh nghèo khó, mồ côi, không nơi nương tựa trên địa bàn. Qua nhiều năm, ngôi chùa Chánh Giác trở thành mái ấm cưu mang các em nhỏ mồ côi. Vào đây, các em được các sư cô chăm sóc từ bữa ăn, giấc ngủ và tạo điều kiện đến trường. Vì vậy, các em nhỏ cảm thấy hạnh phúc và vui hơn trong cuộc sống. Các cô rất yêu thương con như con ruột của mình. Dạ, hàng ngày lo cho tụi con ăn học, con rất biết ơn các cô đã tạo các điều kiện cho tụi con có một ngôi trường sống rất tốt. Con tới lúc 7 tuổi, con ở đây được 6 năm. Và sư phụ thương con rất nhiều, mấy cô cũng thương con rất nhiều. Rất vui vì sư phụ đã tình thương cho con. Con rất biết ơn tấm lòng của sư phụ đã dành cho con. Trong thời gian vừa qua, chùa Chánh Giác của xã Suối Rau rất là quan tâm và chia sẻ đối với bà con nghèo ở trên địa bàn xã, đặc biệt là sự quan tâm của sư cô Thích Nữ Chân Đăng chủ trì chùa Chánh Giác. Cô cũng đã chia sẻ rồi liên hệ các cái mạnh thường quân ở các nơi trong và ngoài tỉnh để hàng dịp Tết, dịp lễ tổ chức thăm và tặng quà cho các cái hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, đặc biệt là những cái em có cái hoàn cảnh khó khăn như trẻ mồ côi hoặc là trẻ em tàn tật trên địa bàn xã. Đối với địa phương thì đánh giá rất cao cái tinh thần chia sẻ của sư cô Thích Nữ Chân Đăng và các cái mạnh thường quân trong và ngoài tỉnh. Cô đã làm cho giúp cho địa phương thực hiện tốt cái công tác an sinh xã hội. Câu chuyện về sư cô Thích Nữ Chân Đăng trụ trì chùa Chánh Giác tọa lạc tại tổ 7, thôn 4, xã Suối Rau, huyện Châu Đức, trao tình yêu thương, nhân ái đến cộng đồng vẫn đang được viết tiếp và lan tỏa.